Chương trình được bảo trợ bởi Vitamin Đông trùng hạ thảo, bồi bổ sức khỏe toàn diện. 888-808-0168 VitaminUSA.com. Chương trình được bảo trợ bởi Vitamin Đông trùng hạ thảo, bồi bổ sức khỏe toàn diện. 888-808-0168 VitaminUSA.com. Trời, giờ này ba danh chưa thấy nữa. Bây giờ kẹt quá, Thông My quấn trống được không? Được chứ. Thông My đánh được, vô nhờ Thông My quấn giùm cái đi rồi anh gọi Henry chút. Gọi Henry tới luôn nè. Hồi gọi Henry chút lại hát của bồ chứ bữa nay. Nếu mà Thông My quấn thì chắc phải gọi Henry chút á. Ok. Bia mình chơi bài gì đấy? Bài Wipeout Thông My thuộc không? Thuộc không? Được, ok, trong đô right. Chống một đất nói chung là một câu thôi là hên xui phải không? Hên xui nha bà con. Chấp Thông My quýnh trước á. Chấp trước á. Oh yeah baby. Oh yeah, come on boy. Thank you.
về sự việc để Tấn. Hỏi để hỏi coi Henry đi tới đâu rồi. À, nói nó khỏi tới luôn đi, nói khỏi tới. À, ông Henry. À Henry hả? Henry. Ờ, Henry hả? Đi tới đâu rồi? Trời ơi giờ này mà gọi đầu gọi đầu hấp tóc gì cha. Trời ơi, ông kiếm được cái tiệm nào mà ông gọi đầu hấp tóc hay vậy? Ok ok rồi lẹ nha, lẹ. À, không đợi đợi chứ nãy có Henry có nhắn tôi là tới trễ tại vì lỡ đi làm tóc rồi. Đó, đó nên... giờ này mà con đi làm tóc. Mà... À, trời ơi. Ơi. Sorry quý vị. Hello, sorry quý vị. Đang làm tóc mới xong. Vì Henry làm tóc cho nên do làm tóc trẻ là bị Henry. Oh man, xin lỗi các anh em. Henry xin chào quý vị. Ơi. Hello D. Henry. Cái đầu hơi bị bóng cha, hơi bị bóng mới đánh bóng xong về. 50 đồng. Henry mà kiếm được cái tiệm nào làm tóc hay vậy chỉ tôi với. Henry lâu làm tóc cái tô đó cô sấy sao mà lâu dữ vậy Henry? Rồi xin lỗi bà con hôm nay tới trễ. Bắt đầu Tuấn đọc giùm luôn được. Cho tôi uống miếng nước nè. Chạy ngoài nóng quá, khát nước phải không? Chạy dữ quá hả? Ủa đâu có ghi ai đâu đọc. Đó, thì cảm ơn mấy người. Xin cảm ơn anh Trí Bùi, Triết Nguyễn, Thương Dương, Thục Nguyễn, Nguyễn Minh, Châu, Thuận Nguyễn, Tiffany Trần, xin cảm ơn những người đã support anh em chúng tôi. À, cảm ơn quý vị và các anh chị. Rồi giới thiệu hôm nay là khỏi cần giới thiệu, dòm hai ca sĩ này là các bạn biết ai rồi. Giống như déjà vu vậy không? Say hi to them. Thomas xin chào quý vị nha. Thank you for being here. I love you guys. Thank you. Yeah, Henry cũng xin chào quý vị một lần nữa. Say hi to everybody. Enjoy the show. And remember, like, share and subscribe for us. And hi, D. Thank you. Chúng tôi không quên cảm ơn những các anh chị đã ủng hộ bằng cách theo dõi chương trình và đã gieo and Venmo cho chúng tôi. Cảm ơn rất nhiều. Cũng như những nhà bảo trợ cho chúng tôi bằng cách là quảng cáo trên channel chúng tôi. Và muốn quảng cáo thì xin gọi Doanh Huỳnh hoặc là Tuấn Châu nha. Cảm ơn quý vị. Làm cái thủ tục đầu tiên đi là cái hát cho bà con nghe. Cái thủ tục đầu tiên nè. Rồi là vô phải không? Vô. Trời đất ơi, cái ly nó bự tưởng tequila cái té ra rồi. Cái này là cái gì? Whisky, đúng không? Wow, thank you. Ồ, có thằng này đẹp trai nè. Đứng đầu đứng đẹp trai quá nè. Duy, một tràng pháo tay cho anh Duy. Quay qua anh Duy đi, cho con Duy đẹp trai cái. Nghe được chưa Henry? Rồi, thank you. Ok, rồi giờ mình giới thiệu bài đầu tiên đi. Bài đầu tiên là Love, L-O-V-E. Cái này là của Nat King Cole. Ready? Trường 2 nha bà con. Is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore. Get love is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart, but please don't break it. Love was made for me and you. Whoa. Woo. Thank you.
hell is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Oh, love is more than just a game or two. Two in love can make it. Take my heart, but please don't break it. Love was made for me and you. Oh, love was made for me and you. That's right. Oh, yeah. Love was made. LTX. Bambingo. LTX, LTX. Thank you, thank you. Vô anh em ơi. Vô, love, love. Love. 1, 2, 3, vô. Vô. Vô này không khí thế bằng Thúy á. Đàn ông không mà không bằng. Chấp nhận đi, chấp nhận đi. Không, mình có coi cái chương trình đó, chấp nhận nha. Bảo toàn tính mạng khỏi bị té 8 lần. Yeah, yeah, yeah. Đúng không? Bảo toàn tính mạng khỏi bị té 8 lần. Nhưng mà hình như Tommy té một lần nữa. Mang tiếng quá rồi nha. Như lần rồi bè cho Henry, right? Mang tiếng là Tommy ngủ chứ đừng phải Tommy ngon. Tiếp theo chúng tôi xin giới thiệu phần quảng cáo của Phân Anh Triển. Xin mời quý vị ủng hộ cho anh Triển. Người Việt chúng ta dù sống ở bất cứ nơi đâu cũng mơ ước có một căn nhà để gọi là tổ ấm. Căn nhà dù lớn hay nhỏ không quan trọng, nhưng ít ra cũng phải đẹp, phải xinh, phải rực rỡ bông hoa và cây trái. Phân vi sinh ACN sẽ giúp ước mơ của chúng ta trở thành sự thật. Phân vi sinh ACN là sự lựa chọn hàng đầu của nhà nông và những người đam mê trồng trọt. Xin gọi cho tôi ở số 714-747-8118 hoặc vào website acn101.com. Công ty nhận ship hàng đi các nơi và cần thêm nhiều đại lý. Khi order, nếu quý vị nói là nghe từ channel Lung Tung Xèn thì sẽ được discount 10%. Mà chưa kịp vô phòng chỉnh. Love, right? Love me, love me. Round 2. Khanh hồi nãy nó ngủ. Trời ơi, lỡ xó, bà biết để đâu đây rồi. Nghĩa còn 4 khung nữa mà nhảy lên DS. Hồi nãy ông vô cái làm tôi không biết ông đi tới đâu rồi. Bây giờ đâu, bây giờ đậm đà, bây giờ cái bài đâu. Vậy thôi vô luôn đi. Hồi nãy sai gì nhớ giờ quýnh lại cho em nghe cái nè. Cái bài đâu, rồi, thấy rồi, thấy rồi. Cái này là live với quý vị. Bốn cái khung nhỏ nhỏ đó đi, vô thẳng luôn. Live với. Quay lên A trên luôn. Rồi nãy chưa vô phòng chỉnh âm thanh kịp, giờ vô rồi nha. Rồi. Mời quý vị nghe lại nha. Vô cả nha. Ready. One more time. One, two, one, two, three, four. L is for the way you look at me. O is for the only one I see. Is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Oh, love is more than just a game or two. Two in love can make it. Take my heart, but please don't break it. Love was made for me and you. That's right. Oh.
tell is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is the very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore. Can love is all that I can give to you. Oh, love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart, but please don't break it. Love was made for me and you. Oh, love was made for me and you. That's right. Love was made for me and you. Yeah, rồi bài kế luôn. Khán giả có biết tại sao mình chơi bài này hai lần không nè? Không biết. Biết không Khanh? Biết. Không biết tại nãy nãy em chưa vô, em chưa bấm thu. Đó là live với quý vị. Ok, bây giờ thu được rồi phải không? Yep, yep. Rồi, next song. Right. You want to introduce it? Bài kế tiếp là bài The Chair của George Strait. By country, nhạc quê hương của Mỹ nha. Wow. Ready? Well, excuse me, but I think you've got my chair. No, that one's not taken. I don't mind if you sit here. I'll be glad to share. Yeah, it's usually packed here on Friday nights. Well, if you don't mind, could I talk? What I mean is, can I buy you a drink? Anything you please. Oh, you're welcome, but I don't think I caught your name. Are you waiting for someone to meet you here? Well, that makes two of us. Glad you came. No, I don't know the name of the band, but they're good, aren't they? Would you like to dance? Yeah, I like this song too. It reminds me of you and me, baby. Do you think there's a chance that later on drive you home? No, I don't mind at all. Oh, I'd like you to, and to tell you the truth, that wasn't my chair after all. Oh, I'd like you to, oh, I'd like you to, and to tell you the truth, that wasn't my chair, that wasn't my chair after all. Mr. Joel Strait, thank you, Henry Chubb. Thank you, LTX. Woo. Yo. Hai ông hát hay quá, danh vừa quýnh vừa ngủ luôn. Tôi mà không quay lại chắc đi luôn tới sáng rồi đó. Phê quá. Quýnh nhắm mắt không chịu hết luôn. Đây,
Right. À, bây giờ đến phần của quảng cáo của công ty bảo trợ cho chúng tôi, đó là Fire Japan. Xin mời quý vị và các bạn theo dõi. Chương trình được bảo trợ bởi Fire Japan Đông trùng hạ thảo, bồi bổ sức khỏe toàn diện. 888-808-0168, firejapanusa.com. Chương trình được bảo trợ bởi Fire Japan Đông trùng hạ thảo, bồi bổ sức khỏe toàn diện. 888-808-0168, firejapanusa.com. Chương trình được bảo trợ bởi Fire Japan Đông trùng hạ thảo, bồi bổ sức khỏe toàn diện. 888-808-0168, firejapanusa.com. Rồi vô cái đi, vô cái đi. Yo. Vô 1, 2, 3. Yo. Good to see you guys again. Này gọi là chơi bạo lấy cái ngu. Ráng làm cho khí thế bằng thí vô. Đứng mày ra vô. Ủa mà sao? Người ngồi đây không bằng. Sao uống rượu sao đánh trống đổ mồ hôi ta? Dạ, đó. Hey, anh đổ mồ hôi. Đừng có phí rượu nha. Nhớ liếm cho. Liếm lại để đỡ hao rượu. Hao rượu. Lấy cái khăn chùi chùi xong bắt vô lại cái ly. Henry lấy khăn chùi xong bỏ vô lại cái ly. Rồi bài tiếp là bài gì? À, bài Hãy Để Mưa Rơi của Kim Tuấn. Ready? Yeah. One. Qua phố lang thang, tình cờ mưa rơi, từng giọt mưa thôi. Mỗi cơn mưa ngon lấp lánh muôn màu, từng giọt rơi máu mà ngập đến thâu. Khi xưa mưa rơi ngạt nhớ em như một thời ta yêu, một thời ta yêu. Em xưa hay quên nên đã theo chồng, bỏ lại cuối phố một chàng lóng ngóng. Từng giọt mưa rơi tới môi trường, để làm bàng hoàng một cõi vô cùng. Một cơn mưa tôi thật đẫm cuồng si, nhìn nàng ngọt ngào thân xác bờ nghi. Trên vai giọt vắng giọt dài, rồi làm tóc rối cọ dại chân tôi. Tôi yêu em nên đâu dám vô tình, để hạt mưa hoen ngọt ngào thân em. Khi xưa mà rơi ta nhớ em như một thời ta yêu, một thời ta yêu. Hôm nay mà không thay áo cho người, đầy tình tiếc nuối còn gì trên môi. Từng giọt mưa rơi đã thề hồ, để giọt lệ bột nhỏ xuống thiên đường. Ta mang u mây đi giữa trần gian, ta đi lang thang giữa chốn hồng hoang. Giọt vắng giọt dài,
rồi làm tóc rối, cỏ dại thân tôi. Tôi yêu em nên đâu dám vô tình, để hạt mưa hoen ngọt ngà thân em. Khi xưa mà giờ càng nhớ em nhiều, một thời ta yêu, một thời ta yêu. Hôm nay mà không thấy áo cho người, đầy tình tiếc nuối còn gì trên môi. Từng giọt mưa rơi tới muôn trường, để làm bàng hoàng một cõi vô cùng. Mỗi cơn mưa tôi ướt đẫm cuồng si, nhìn nàng mặt nào thân xác bờ mi. Từng giọt mưa rơi tái tê hồn, để giọt lệ buồn nhỏ xuống tim đường. Ta mang u mê đi giá trần gian, ta đi lang thang giữa trong hồng hoang. Yo. Rồi. Tới cái Tuấn. Gì? Nói đi Tuấn. Cái gì vậy? Đến phiên gì? Tuấn không nói. Tuấn không nói. Bữa nay nhường cho Kiệt á. Kiệt nay thấy vui nè. Có chuyện gì vui kể Kiệt. À, nhìn Tommy thấy vui vậy. Cái gì? Nghe tên tôi nha. Nhìn. Ông đứng ngoài sau, ông nhìn cái đít Tommy thôi chứ ông có nhìn được cái mặt đâu. Quỷ sứ. Bữa nay không được ngủ nha. Mang tiếng rồi nha. Chết rồi, Tommy ngủ mang tiếng rồi. Tommy muốn chia sẻ với khán giả gì không? Hôm bữa thấy có cái mà gì bánh mì rồi ngon quá mà gì á. Linda Sandwich. Tommy muốn giới thiệu Linda Sandwich. Xin quý vị tới ủng hộ Tommy với Linda ăn bánh mì nha. Đầy đủ bánh mì, cà phê. And Tommy muốn nói là thank you very much tất cả quý vị đã tới ủng hộ Linda Sandwich. We love you and we appreciate you. Thank you so much. Cảm ơn nhiều nha. Còn một món nữa. Địa chỉ. Beach Boulevard, McFadden. Yeah, tại bây giờ nhiều quý vị. Còn một món nữa thôi, mình quên nhé. Cái gì? Bún bò Huế. Trời ơi, nó trời ngon má nhà không ra luôn. Ngon má nhà không ra là ngon sao? Yeah, bún đô Huế nổi tiếng của mụ Linda. Ó hay mù chắc ó đó chứ. Như mụ Linda mù là Don Hồ đặt đó nha. Tại vì Don Hồ có thưởng thức bún bò Huế của Linda. Thì Don mới nói là Tommy nha, với Linda nha, Don nghĩ là phải mở một cái nhà hàng tên là mụ Linda. Bún bò Huế mụ Linda. Không mà bây giờ cái vụ COVID thì nó xìu xuống thì Henry biết nhiều quý vị mà đi du lịch qua Cali chơi thì mời quý vị tới Linda Sandwich thử mấy món ăn. Thank you bro. Very good. Rồi sau đây xin quý vị xem phần quảng cáo của Lung Tung Sen. Dịch vụ địa ốc Anna Real Estate. Quý vị nào cần mua bán nhà, đất, cơ sở thương mại, hàng quán v.v. xin vui lòng liên hệ cô Trang Đặng, số phone 714-675-5722 để làm việc trực tiếp và tư vấn tận tình. Phòng thu âm karaoke nhạc sống TNT, làm nhạc beat karaoke chuyên nghiệp, thu karaoke theo nhu cầu, thu nhạc sống one man band hay full band. Xin liên lạc Tuấn Joe, số điện thoại 714-657-4547, email tuấnjoedang@gmail.com. Oh. Welcome back, Rivi. Trở lại.
Và bây giờ Tommy có giới thiệu cô bài kế tiếp là nhạc phẩm Eyes Without a Face của Billy Idol, nhưng I have a special guest star tonight đã tới and ủng hộ Tommy and Linda, and it's the wonderful and beautiful tiếng hát của Helena. Thank you for being here. Thank you. Và kính quý vị, Helena mới làm xong đi về cũng mệt, mà cũng cố gắng ghé qua đây để giúp hộ anh em từ này. Thank you so much em. Thank you em. Bây giờ chơi luôn hả? Chơi luôn. Ready? Yeah. Okay. Could bring a fall. When I'm far from home, don't call me on the phone, tell me you're alone. It's easy to deceive, it's easy to tease, but heart you can't release. Without a face, your song is sung. Eyes without a face, your song is sung. Eyes without a face, got no human grace. Your eyes without a face. All the lies to keep the dream alive. Now it makes me sad, it makes me mad at truth for loving what was you. Is your song be sung? Eyes without a face. Is your song be sung? Eyes without a face. Eyes without a face, got no human grace. Your eyes without a face. Your eyes without a face.
TX. Yo. Yo. Yo, yo. Quá đã. Người đẹp vậy mà không ra chào khán giả một cái. À, mắc cỡ, mắc cỡ. 1, 2, 3, yo. Yo, yo, yo. Tommy muốn nhắc lại cho quý vị nha. Yeah, quý vị nhớ subscribe, nhớ like and nhớ share. Để Tommy dạng nghĩa hồi xưa, lúc mà bắt đầu YouTube á, thì everybody like là dễ rồi. So cái algorithm mới của YouTube á, nó cần cho mình share, like and subscribe. Có ba cái thứ đó thì nó mới ủng hộ cái chương trình. So please, 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 please thank you. Subscribe, share and like nha. Tung tung sàn. Merci. Click. Còn ba thứ này nữa nè, Zelle, Venmo với PayPal. There we go. That too. Rồi, sau đây chúng tôi xin giới thiệu phần quảng cáo của Lung Tung Sàng. Công ty Chả Lụa Sài Gòn, thành lập từ năm 1985, chuyên sản xuất các sản phẩm thuần túy Việt Nam. Chả lụa, chả Huế, chả chiên, chả bì, thịt nguội, pate, giò thủ, chả gà, chả bò và nem nướng. Dưới sự kiểm tra của Bộ Canh Nông Hoa Kỳ, USDA, hoàn toàn vệ sinh, sử dụng thịt và vật liệu cao cấp nhất. Công ty ship hàng free trên toàn 48 tiểu bang Hawaii và chỉ 10 đồng shipping cho Alaska. Để đặt hàng hay cần thêm chi tiết, xin gọi 800-931-8366 hay vào trang web chalua.saigon.com. Công ty Thế Giới Cá Coi, tọa lạc tại Bình Dương, Việt Nam. Công ty chuyên cung cấp các dịch vụ thức ăn cho cá coi được sản xuất từ Nhật Bản, với chất lượng quốc tế, vận chuyển siêu tốc toàn cầu, giá cả cạnh tranh và tư vấn nhiệt tình. Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại cộng 84908-786-781 hoặc truy cập website thegioicacoi.vn. Công ty Thế Giới Cá Coi, bạn đồng hành thân thiết của những nhà yêu cá coi. Thượng Nguyên là một thương hiệu lâu năm cung cấp tất cả các loại máy chế biến gỗ sản xuất từ Đài Loan, Ý, Nhật Bản với chất lượng tốt. Được phát triển bởi chuyên gia Đài Loan có hơn 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chế biến gỗ, tọa lạc tại Bình Dương, Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên hệ cộng 84902985898 hoặc truy cập website tnmayechebiengo.com. Lại. Welcome back, quý vị. Rồi mình hát bài tiếp nha. Dạ, bài tiếp. À, và sau đây Tommy xin giới thiệu tiếng nhạc phẩm Túp Lều Lý Tưởng của Hoàng Thi Thơ. Oh, yeah. Wow. Ready? 1, 2, 3. Hai đứa yêu nhau lòng ước thật nhiều. Từ ngày hai đứa yêu nhau mong ước bao nhiêu. Mong vàng hai đứa con chỉ là quá xa xôi. Ta mong một mái nhà tranh, ta mong một túp lều tình. Đời mình đã mãi có em và anh. Đời mình đã mãi dưới túp lều tranh. Rồi mình đi kiếm lâu xanh mình kết làm anh. Rồi mình xin khóm chung xin trồng hết chim quanh. Ngoài vườn hoa cúc áo mai là khét chi tranh. Bên mai mình ngắm mồ hoa, đêm đêm mình ngắm chị hàng. Dù ngàn cuộc sống vẫn thêm hào hoa. Đời mình đã mãi có ai bằng ta. Túp lều lý tưởng của anh và của em. Đâu, đâu nào anh ơi. Túp lều lý tưởng của em và của anh. Đâu, đâu nào em ơi. Túp lều lý tưởng đó ta xây bằng duyên bằng tình. Không ai mà yêu mình thì ta đứng nhìn một đàn chó sinh. Tình nghèo hai đứa không mua hạnh phúc bằng tiền, vì tiền chưa chắc ta cho cuộc sống như tiền. Tình nghèo hai đứa con chỉ là quá xa xôi. Ta mong một mái nhà tranh, ta mong một túp lều tình. Đời mình đã mãi có em và anh. Đời mình đã mãi dưới túp lều xanh. Oh, oh.
Từ ngày hai đứa yêu nhau lòng ước thật nhiều. Từ ngày hai đứa yêu nhau mong ước bao nhiêu. Mong và hai đứa con chỉ là quá xa xôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một túp lều tình. Đời mình đẹp mãi có em và anh. Đời mình đẹp mãi dưới túp lều tranh. Rồi mình đi kiếm nó xanh mình kết làm anh. Rồi mình xin không chấp xin chồng hết chung quanh. Ngoài vườn hoa giúp hoa mai là khát chi tranh. Ban mai mình ngắm màu hoa, đêm đêm mình ngắm chị hàng. Dù nghèo cuộc sống vẫn thêm hào hoa. Đời mình đẹp quá có ai bằng ta. Đục leo lý tưởng của anh và của em. Đâu đâu em ơi. Đục leo lý tưởng của em và của anh. Đâu đâu nào em ơi. Đục leo lý tưởng. Đã ta xây bằng duyên bằng tình. Không ai mà yêu bằng mình. Thì ta đứng nhìn một đàn con sinh. Tình yêu hai đứa không như hạnh phúc bằng tiền. Vì tiền chưa chắc đang cho cuộc sống như tiền. Tình nghe hai đứa con chỉ là quá xa xôi. Ta mong một mái nhà tranh. Ta mong một túp lều tình. Đời mình đẹp mãi có em và anh. Đời mình đẹp mãi dưới túp lều xanh. One more time. Túp lều lý tưởng của anh và của em. Đâu, đâu nào em ơi. Túp lều lý tưởng của em và của anh. Đâu, đâu nào em ơi. Không ai mà yêu bằng mình. Thì ta nên nhìn một đàn con sinh. Trung sen, yeah. Oh my god, shredding the guitar and yeah. Oh, bài này mới chảy mồ hôi đó. Nhớ liếm. Em liếm nha. Bà sung quá, I love that. Man. Rồi, quý vị nhớ nếu mà quý vị nào muốn quảng cáo trên Lung Tung Sen trên chúng tôi nhận quảng cáo trên tất cả toàn thế giới thì xin quý vị nhớ gọi cho Doanh hoặc Tuấn. Xin cảm ơn quý vị. Mà nãy tôi nhớ ông nói với tôi đặc biệt là cái gì insurance gì đó. Đang kiếm quảng cáo như mình chơi nhạc kiểu này chắc mình phải cần live insurance quá. Đúng rồi. Chứ đánh cái kiểu này mà vừa uống rượu vừa đánh kiểu này hên xui quá. Thì Tuấn thấy sao? Vừa có biết ai không? Nếu mà cái live insurance nào mà nhào vô đây là trước mắt là hốt cái đống này rồi đó. Là hốt được cái đống này rồi đó. Nhưng mà hình như Tommy nó phải người đầu tiên đứng để ông này trước. Ai mà có live insurance muốn bán live insurance mà muốn quảng cáo trên Lung Tung Sen chúng tôi thì chúng tôi nghĩ là chắc chắn là đúng chỗ rồi đó quý vị. Yes. Tại sao đúng? Tại vì cái tuổi này mà vừa nhậu vừa hát vừa uống rượu rồi. Kiểu này chắc hên xui quá. Khách coi bắt chước theo cũng khách cũng vô. Không mà vậy mới khỏe chứ. Vậy hả? Ừ. Tại không có này nó yếu á. Rồi. Thì quý vị nào muốn quảng cáo cho chúng tôi thì trên channel chúng tôi thì xin liên lạc với chúng tôi nha. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý vị. Rồi bài kế tiếp ha. We ready? Bài tiếp là bài gì vậy ta? Ice, oh, Ice Baby. Okay. Bài kế tiếp là Ice, Ice Baby của Vanilla Ice. Đó rồi, giới thiệu. Có. Vanilla Ice đó ba. Ok, go. Yeah, ready? VIPs, let's kick it. Ice, ice, baby.
collaborate and listen. Ice is back with a brand new invention. Something grabs a hold of me tightly, flows like a harpoon daily and nightly. Will it ever stop? Yo, I don't know. Turn off the lights, huh, and I'll blow to the extreme. I'm from ice like a vandal. Light up a stage, wants to jump like a candle. Thanks, crush me in that fool. Kill your brain like a poisonous mushroom. Deadly, when I play, don't melody. Anything less than the best is a felony. Love it, believe it, you better get away. You better hit the bubbles and the kid don't raise. If there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook where my DJ revolves it. Babes are pumping, quick to the point, no faking. Cooking MCs like a pound of bacon. Burning them, cause I'm quick and nimble. I go crazy when I hear a cymbal. A hi-hat with a souped up tempo. I'm on a roll, it's time to go solo. Rolling in my 5.0 with a rack top down so my head can blow. The gillick on standby, waiting just stay high. Did you stop? No, I just drove by. Kept on, but soon to the next stop. I bust a left and I'm heading to the next block. The block was dead, yo, so continue. A1A, Detroit Avenue. Girls were up top, wearing less than bikinis. Rockman lover, drive Lamborghini. Jealous, cause I'm out getting mine. Shade with the gauge, evidently with the nine. Ready for the jumps on the wall. The jumps acting in because I'm full of eight ball. Gunshot rings out like a bell. I got my nine on the hood with shells. Falling on the concrete real fast. Jumped in my car, slammed on the gas. Bumper to bumper, the avenue's packed. I'm trying to get away before Jack and Jack. Police on the scene, you know what I mean? They pass me up in front of all the dope fiends. If there was a problem, yo, I solve it. Kick out the hook while my DJ revolves it. Spice, spice, baby. Lyrical poet, minds on the scene, in case didn't know it. My town, that create all the bass sound. Enough shit kick holes in the ground. Coming style like a chemical spill. These are rhymes you'd bitch and feel. Conducting form is a hell of a concept. We make it hype, and you wanna stick with this. Shake plays on the face, slice like a ninja, cut like a razor blade. So fat, all the DJs say damn. If mine was a drug, I'd sell it by the grain. Keep my composure when it's time to get loose. Magnetized by the mic when I kick my juice. If there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook on my DJ revolves. To your mother. Ice, ice, baby. Ice, ice, baby. Ice, ice, baby. LTX, you guys LTX. Are crazy. You guys jam. Xin quý vị theo dõi phần quảng cáo của chúng tôi. Chào mừng quý vị đến với Prime Lending Westminster. Prime Lending trực thuộc hệ thống ngân hàng với trên 30 năm kinh nghiệm. Chúng tôi chuyên về làm loan cho mua nhà và refinance. Prime Lending làm loan trên khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ. Nếu quý vị có nhu cầu mua nhà hoặc refinance, Prime Lending sẽ sẵn sàng tư vấn miễn phí. Đến với Prime Lending, quý vị sẽ nhận được một dịch vụ chuyên nghiệp, tận tâm, uy tín và trách nhiệm. Mọi chi tiết xin liên lạc 714-552-9952. Prime Lending Westminster, nơi giấc mơ mua nhà trở nên đơn giản. Mới đánh mấy loại này vui quá. Tommy rap quá đã. Hôm nay Kiệt sung quá. Rồi anh Kiệt bữa nay cười dễ sợ. Xin giới thiệu với các bạn, tuần sau chúng tôi mời được một nữ danh ca
à, rất hân hạnh được mời chị, đó là nữ ca sĩ Hương Lan. Wow. Xin mời các cảm ơn và nhớ ủng hộ chương trình 7 giờ tối Tuesday night next week. Thank you. Mai anh doanh mà hết pin rồi anh doanh ơi. Còn tháng thay một lần đi. Đâu anh mới thay nghe đúng. Ủa vậy hả? Chắc là anh hết pin chứ không phải Mai đâu. Hôm nay chạy mệt quá hết pin. Chạy ngoài nóng quá. Hết pin luôn. Rồi. Hình như có người yêu cầu hát bài nữa đúng có không? Có người yêu cầu Tommy hát bài gì? Có người yêu cầu nhạc phẩm Your Woman, I'm a Man, New chơi Wave. Ờ, chơi luôn gì đâu. Yeah. Khoan chơi cái này trước đó. Vô, biển gì cơ? Lý rồi chơi chắc về nhà má nhà quá. Rồi. Tông gì ta, tông gì? Tông đô. Thông Y giới thiệu đi, Thông Y. Your Woman, I'm a Man. Chắc phải hả? I'm a woman. Yeah. Not the opposite. Đừng nói lộn nha. Okay, đánh chậm nha. Tonight there'll be no darkness tonight. Hold tight, let your love light shine bright. Listen to my heart and lay your body next to mine. Let me fill your soul with all my dreams. You're a woman, I'm a man. This is more than just a luôn tiện luôn, không quên cảm ơn luôn Michael Cường, Xuân Chung,
Bình Phạm, Thúy Hồ, Xuyên Lê, Tân Ngô. Xin cảm ơn rất nhiều. Và sau đây Tommy Ngô có gì nói với khán giả? Tommy muốn say thank you very much quý vị đã theo dõi chương trình LTX, and cảm ơn người bạn Henry Chok, my brother. And again, cảm ơn LTX. You guys rock. Thank you. Em gái hồi nãy. Và nữ ca sĩ Helena. And nữ ca sĩ Helena, yeah. Thank you. Anh Danny Lê. Với Huy. Anh Danny Lê, Huy. Three. Okay. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi chương trình tối hôm nay. See you guys next time. Okay, bye bye. See you later. Gặp nhau hoài hoài.